gần tới thu rồi, chị bé review mấy áo tay dài hơi điệu đi. Trời ơi, tưởng tìm đồ gì khó. Nhưng ba cái đồ mà điệu điệu bánh bèo là chị Thương tìm được. Đây nha, mình gợi ý cho chị em không chỉ áo mà là nguyên một set đồ mùa thu luôn. Đầu tiên là một em áo baby doll cổ tròn tay dài, tay được may bồng nhẹ có độ co giãn, còn dây được may cố định để mình có thể thắt nơ nè. Chất liệu vải áo rất là nhẹ, mềm mịn, mát và ít bị nhăn. Kèm theo set là một em quần kaki, quần được may chun phía sau nên chị em mình 56 kg đổ lại mặc vẫn vừa. Mình cao 1m65, 49 kg thì mặc rộng rãi thoải mái nè. Còn ống tay được thắt nơ mặc lên điệu dễ sợ. Những set đồ baby doll thì chị em bầu bí mình bon chen thoải mái. Set đồ mặc được hai kiểu mà mình thấy kiểu nào cũng xinh. Sơ viên rồi mới thấy form quần nó đẹp. Chưa kể là chị em mình còn có thể tách set để mặc chung với những trang phục khác nữa. Một set đồ mình thấy siêu hời, siêu đẹp luôn ấy. Mặc đi chơi đi dạo phố thì xinh khỏi bàn luôn nha. Hello, mình đã kiếm ba cái blazer tay dài rồi. Thì hôm nay phải là một em tay ngắn đúng không nè? Em này mình tậu sale chỉ có 109 thôi. Nhưng mà yên tâm, tiền nào của nấy đó. Cái này thì chỉ có một lớp, lại không có túi nữa. Chỉ có cái nắp giả túi thôi, với lại vải cũng khá là mỏng. Nhưng mà so với chất lượng với lại đường kim mũi chỉ thì rất là ok luôn á mọi người. Mình thấy shop có tận 5-6 màu nữa lận đó. Áo nhìn vậy chứ lên form cực kỳ xinh luôn, với lại Sài Gòn mà không có bị nóng đâu. Mọi người vào một mình đang follow kiếm nick Thảo Lương. Mai mình thấy có flash sale đó, tranh thủ. Hello, lại là một local brand chất chơi người dơ nữa nè. Ê chà, shop đóng gói chỉnh chu lắm luôn á, từ trong ra ngoài đều xịn sò. Mình thấy brand có rất là nhiều sản phẩm từ áo thun, hoodie tới sơ mi. Mặc dù đặt online nhưng mà vẫn có túi top để đựng đồ đi học nè. Nào nào, giờ vô nhân vật chính nè, một em áo thun màu lan cực kỳ xinh. Áo thì là form rộng unisex nên là ai mặc cũng được hết trơn. Trời ơi, mình cực kỳ mê cái màu lan pastel giữa xanh với tím mình luôn á, xinh lắm. Hình ảnh logo và tag được in rất là sắc nét và tỉ mỉ luôn. Đằng trước thôi còn chưa đủ, đằng sau cũng có hình in nữa đó nha. Chất liệu thì là cô tông dày dặn, mặc lên cũng khá là đứng form. Bạn nào mà mê họa tiết màu loan như thế này thì nhớ quất một em nha, tại vì giá thành nó ok lắm. Mình 1m52, 42 kg, đặt size S thì có phần hơi rộng, nhưng mà mình rất là thích cái form oversize này. Nè mọi người nhớ mua về mặc cặp đi nha, chứ nó xinh lắm đó. Ơn giời, chân váy chân lý của mình đây rồi. Thiệt sự bây giờ sợ online mọi người có thấy là chân váy xếp ly có rất là nhiều giá luôn. Mình đã thử mua hàng rẻ mấy cái mấy chục rồi nhưng mà không có cái nào ưng ý hết. Mình thích một cái chân váy lưng bản như thế này nè, chứ không phải là lưng thun. Em này thì có dây kéo bên hông mà đặt size S nha. Màu này không hẳn là màu be mà kiểu nó xám xám ấy, nhưng mà chất vải bóng xịn cực kỳ. Đường xếp ly thì đều, nói chung là ok lắm luôn. Bạn này mình đặt size S mà vừa y cái eo mình luôn. Bạn nào mà eo 63, 64 thì quốc liền em này nha, chứ nó xinh lắm. Hàng shop quốc tế nhưng mà ship không lâu đâu. Hello, nay mình thử đặt một em áo dạ vải twist trên sạch be xem như thế nào. Em này về chất liệu thì được đánh giá rất là cao, nhưng mà mình đọc bình luận thì mọi người kêu là cái form này bé lắm. Ở tay với lại cổ áo có phần bèo khá là tiểu thư. Về các chi tiết trên áo thì thật sự không có chê vào đâu được. Bên trong thì có lót một lớp dù nữa. Áo vẫn có túi hai bên nha. Mình 1m52, 42 kg, đặt size M mà vẫn thấy còn ngắn lắm. Nên là bạn nào đặt thì mình nghĩ là nên đôn lên hai size nha. Đây là một chiếc blazer mình rất là ưng khi mình nhìn thấy ảnh. Xém là gửi hình cho các shop order tao bao lấy giùm mà đó. Nhưng mà hên quá thấy có một shop bán sẵn quốc liền luôn. Ôi giời, mọi người hãy nhìn cái vải này đi, ưng rồi đúng không? Vải này kiểu nhăn nhăn shop shop nên là mặc không cần phải ủ luôn. Áo thì có hai màu đen và trắng. Em này chỉ có một cái nút cài thôi nên mọi người nhớ mặc up bra bên trong nếu mà mặc một mình nha. Áo thì là phi size nên mình nghĩ các bạn 55 kg đổ xuống mặc vẫn ok á. Mặc em này với quần ống rộng hoặc là chân váy gì cũng xinh hết. Bữa mình quất được một em chân váy xếp ly màu be hai lớp xịn sò quá rồi. Nay mình thử một em chỉ có 80 xem nhân phẩm thế nào. Lưng thun thì nhìn không xinh bằng lưng bản nhưng mà co giãn tốt thoải mái lắm nghe. Đường gấp xếp ly này thì to hơn em lần trước nhưng mà nhìn vẫn xinh nha mọi người. Nó kiểu không có bị thô đâu nha. Váy thì chỉ có một lớp nhưng mà không có bị mỏng đâu nghe. Ôi giời, mặc lên ai nghĩ nó 80 nhờ. Váy thì chỉ có 70 cm thôi nên mình nghĩ mấy bạn 16 trở xuống mặc sẽ hợp. Hello, nay lên một chiếc váy dài lịch sự kín đáo đi đi làm, chứ mặc mấy cái áo local biết mấy bạn tưởng mình là học sinh ấy. Nói chứ những lúc cần thì cũng mặc đồ nghiêm túc lắm chứ. Em váy dài này có điểm nhấn là phần cổ bản to hai lớp nè. Phần tay áo thì là dạng tay lỡ phòng nên là mặc khá là thoải mái và còn che được bắp tay nữa. Ở phần eo thì cũng có chiếc lại khá là tôn dáng. Thiệt sự là khi nhận hàng em này thì mình thấy vải nó hơi khác hình thiệt, nhưng mà không sao, đây là chất vải tuyết nên là mặc khá là mát nhưng mà cũng lịch sự. Đằng sau váy thì có xẻ tà giúp mọi người đi lại dễ hơn. Mình 1m52, 42 kg, mặc lên khá là thoải mái luôn ấy. Một chiếc váy lịch sự như thế này mà chỉ có 100 mấy, mọi người tin được không? Ở nhà ngoài mặc đồ bộ, chị em mình có thích mặc đầm không nè? Tính ra thì cũng hay lắm nha, trước khi mà tình hình dịch căng thẳng mình đã tranh thủ mua được một em đầm ngủ siêu xinh luôn. Chất liệu vải cốt tông mình thấy không co giãn gì nhiều, đầm được may khá là nhiều, bèo điệu lắm luôn á. Em đầm thì sẽ có màu vàng, còn điểm nhấn trái tim thì mình thấy shop sẽ có hai màu xanh dương và xanh lá. Chiếc của mình thì sẽ là nền vàng trái tim xanh dương. Mình cao 1m65, 49 kg thì mặc size M. Chiều dài của đầm thì mình mặc dễ dàng qua đầu gối, mặc lên thấy rất là thoải mái, kín đáo và còn rất là lịch sự nữa cơ. Và chất liệu vải thì mình thấy mặc thu đông sẽ hợp hơn là mùa hè, cũng không quá mắc, mình thấy khá là ổn. Lần sau thì mình sẽ mua thêm một chiếc nữa nha. Chị em nhân viên văn phòng đang tìm kiếm một chiếc áo sơ mi đơn giản mỏng nhẹ để có thể mặc đi làm á, thì phải coi hết clip này của Thư nha. Áo được thiết kế cổ bèo trông tiểu thư lắm. Đường kim mũi chỉ cũng rất là đẹp nha, mình thấy không có chỉ thừa nè. Tay được may bồng nhẹ, trang quyết định rất là tốt cho những chị em nào có phần bắp tay to. Chất vải mềm mịn, có độ rũ và ít bị nhăn. Mình thấy chất liệu vải không quá dày, không quá mỏng nên chị em mình cũng nên tránh mặc áo ở trong quá nổi nha. Mình 49 kg, mặc form áo thì rất là vừa vặn. Áo free size 56 kg đổ lại mặc vẫn vừa. Cá nhân mình thì mình thấy em áo này mặc sơ vin thì sẽ xinh hơn nha. Mình có thể phối chung với quần tây trông rất là lịch sự luôn ấy. Mà kiểu của áo thì cũng phong cách hơi
nên tùy tới mọi người nên là rất là xinh luôn. Ngoài ra thì chị em mình còn có thể phối chung với chân váy. Chỉ với 120 cành mình thấy em áo này rất là xứng đáng ở trong tủ đồ của mình đó nha. Lại là Thương với chuyên mục unbox đồ đây. Mình vừa tìm được một em chân váy bút chì giá rẻ, lại còn có size nữa để cho chị em mình lựa chọn nè. Chiếc của mình là màu B, size M. Chất liệu vải kaki có co giãn nhẹ. Tuy chân váy chỉ có một lớp, không có lớp lót ở trong. Nhưng khi mặc lên thì mình thấy cũng không bị lộ gì cả. Điểm nhấn của em chân váy là phần xẻ tà phía trước rất là điệu luôn. Vì là chất liệu vải này sẽ dễ nhanh một chút nên là chị em mình có thể giặt tay nha. Với thiết kế đơn giản nên em chân váy này như là một em chân váy quốc dân, cực kỳ dễ phối đồ luôn mà không bị kén dáng. Cái khuyết điểm rất là tốt và còn rất là dễ phối đồ nữa. Mình có thể thay đổi để mặc đi chơi hay đi làm thì đều rất là phù hợp luôn nè. Theo mình thấy thì em chân váy này mặc sơ vin sẽ xinh hơn nha. Thật sự thì rất là đáng đầu tiền mất gạo luôn. Có rất là nhiều chị em kêu mình review một em áo sơ mi của Bèo. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì em áo sơ mi mà mình muốn giới thiệu với chị em đã về rồi đây. Áo có chất liệu vải lụa bóng được may hai lớp rất là dày dặn, sờ rất là thích luôn đấy, rất là mềm mịn và có độ rũ. Điểm mà mình ưng ý nhất là khi em áo này bị nhăn, mình dùng tay phủi thì sẽ hết nhăn nha mọi người. Lần đầu tiên mình thấy một chất liệu vải như thế này luôn đấy. Đường kim mũi chỉ được may rất là đẹp và ngay ngắn. Mặt trong của áo thì sẽ là một lớp vải tuyết mưa nên là khi mặc lên thì khá là thoáng mát. Mấy bữa nay mình chỉ còn 47 kg, tính ra thì mình mặc size S vẫn vừa, nhưng mà vì cơ địa của mình là cơ địa dễ mập nên mình đã đặt áo size M nhưng mà mặc cũng rất là vừa vặn. Đối với em áo này thì mình thấy rất là thích hợp với các bạn nhân viên văn phòng, là các chị em đang làm giáo viên ấy. Ngoài màu trắng thì mình thấy còn có rất là nhiều màu cho chị em mình lựa chọn nữa cơ. Một em áo vừa rẻ vừa dễ phối đồ, xứng đáng được 10 điểm đúng không nè. Đây là chiếc áo cardigan quốc dân mà chị em nào cũng nên có. Chào mọi người, lại là Thương Thương đây. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với chị em một em áo cardigan siêu dễ thương luôn. Mặc đi làm hay đi chơi thì rất là phù hợp. Phần cổ áo thì rất là đứng form, kiểu rất là dày dặn và cứng cáp với mọi người. Phần cúc áo ngọc trai được may rất là chắc chắn, không bị lỏng lẻo dễ rớt đâu nè. Chất liệu vải len thì rất là mềm mịn, sờ mịn tay đã ơi là đã luôn ấy. Đường kim mũi chỉ được may rất là sắc nét. Túi áo được phối khá là nhiều màu nhưng mình thấy nó rất là hài hòa luôn. Dáng áo crop top mình mặc vừa chạm rốn. Theo mình thấy thì phần ống tay được may hơi ngắn một chút nè. Tuy nhiên tổng thể em áo thì nhìn rất là xinh xắn và dễ thương, cực kỳ hách dáng mà hát tuổi luôn. Mình có thể mặc em áo không như thế này hoặc là phối chung với một em áo bra ở trong. Chất liệu vải áo dày dặn như thế này thì mình mặc mùa thu đông sẽ hợp hơn là mùa hè nha chị em mình. Đúng là kinh đô thời trang Shopee, chưa bao giờ làm mình thất vọng. 1000 điểm luôn nha. Chị em thấy cái mẫu này xinh không? Đây, mình đang mặc trên người nè. Ok la, mình sẽ review chi tiết cho mọi người xem nha. Hàng được gói trong túi zip khá là cẩn thận. Điểm nhấn của em áo sơ mi là phần bèo điệu này nè. Nhưng mà được may chắc chắn lắm mọi người ơi, không thể nào kéo xuống mệt vai được đâu. Đó, thấy chưa, trừ một điểm thì không giống hình. Cổ áo là dạng cổ thuyền đó chị em ơi. Còn ống tay được may bồng nhẹ. Chất liệu áo là vải kate, không quá mỏng, không quá dày, nói chung là rất là thoáng mát luôn. Sẽ dễ nhanh một chút nhưng mà không đáng kể. Em áo được thiết kế xẻ tà, mình thấy khá đẹp và lạ mắt ý. Mình có thể phối chung với quần sọc để mặc kiểu dấu quần đấy mọi người, rất là xinh. Ngoài ra thì còn có thể phối chung với quần tây của nóng loe nè. Với em áo này mình thấy mặc không sơ vin sẽ đẹp hơn. Trẻ trung, năng động, nhẹ nhàng, nữ tính, nói chung là theo cái style hành sản. Mặc đi làm, đi chơi, đi chụp hình, đi du lịch thì đều rất là phù hợp luôn á. Hello nè, chị em nào bị mê gu hành sản á thì phải coi hết clip này nha. Còn đây thì em đầm sơ mi này khá là hot. Đầu tiên thì em đầm sơ mi có màu trắng kem chứ không phải màu trắng nha. Ống tay được may bồng nhẹ, có nguyên một hàng lúc nhìn cũng khá là điệu ấy. Chất liệu vải á thì mình không biết tên nhưng mình thấy rất là dày dặn. Tuy nhiên là sẽ dễ nhanh một chút. Chị em lưu ý là mình nên giặt tay nha. Kèm với set đó là một chiếc tà mình sẽ thắt ở giữa eo ấy mọi người. Thiết kế thì sẽ được xếp ly để cho cái tà này được bồng hơn. Tà trong vậy thôi mà cũng được may túi nữa nha. Về thiết kế của set đầm ngày hôm nay thì mình thấy khá là lạ mắt. Mắt retro nhưng mà cũng pha một chút hành sản. Kim mũi chỉ được may khá là ổn, có một tí xíu chỉ thừa thôi, không đáng kể. Vì chất liệu vải dày dặn nên mặc mùa hè sẽ bị nóng, nhưng mà sắp tới mùa thu thì mặc ok nha. Em đầm này mà đi Đà Lạt thì chắc phải chụp được cả ngàn tấm hình luôn đó. Ngoài ra thì mình thấy nếu mà mặc đi tiệc, đi đám cưới thì cũng rất là phù hợp. Đối chị em mình có cái gì mới nè? Đó chính là một bộ đồ bộ mới. Mình vừa mới mua một set đồ bộ vải thun đấy mọi người. Ấn tượng đầu tiên là sắp gói hàng rất là kỹ, đồ lại còn cực kỳ thơm nữa cơ. Giao dịch nên là sắp giao hàng hơi lâu một chút nhưng không sao. Bù lại thì mình được một set đồ siêu xinh luôn đấy. Set vải thun cốt tông co giãn 4 chiều, không quá dày, không quá mỏng, đường chỉ may ổn áp nha, có một vài chỗ có chỉ thừa thôi. Mặc áo thì được in hình thủy thủ siêu cute luôn nè. Em quần được may lưng chun có túi siêu sâu luôn nha. Set đồ free size chị em từ 65 kg đổ lại mặc vẫn vừa. Siêu co giãn luôn, mặc mát ơi là mát. Quan trọng nhất thì vẫn là kín đáo lịch sự. À, cái màu thì ngọt ơi là ngọt, ở ngoài còn xanh còn đẹp hơn ở trong hình nữa cơ. Mình đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Lại là chuyên mục quần tây đây, nhưng hôm nay là một chiếc quần tây giá rẻ, chưa tới 1XX nữa mà trời ơi cái form quần đẹp lắm nha. Mình đánh giá rất cao vì đường kim mũi chỉ được may rất là đẹp, không có chỉ thừa. Khóa quần được may ở bên hông. Chất vải quần là vải tuyết mưa rất là dày dặn, có độ rũ không bị nhăn nên là chị em mình giặt máy thoải mái. Mình cao 1m65, 49 kg thì mặc vừa in M. Phần bụng vẫn còn bị dư một chút nhưng mà không sao, ăn no là ok luôn. Mình đã từng mua một chiếc quần màu đen ở đây rồi. Sau khi trải nghiệm 4 tháng thì mình thấy form quần vẫn rất là đẹp, không bị bay nhão xù lâu nên là mình đã quyết định mua thêm một chiếc quần màu trắng nè. Nói chung thì quần màu trắng không bị cái nào mặc đâu. Chị em mình cứ tha hồ mismatch nha. Mặc đi làm hay đi chơi cũng ok. Thật sự thì rất là đáng đồng tiền mất gạo luôn ấy.